我家，聊我家，聊我家。Trước khi tôi livestream thì anh em cho tôi dành ra một phút để chửi tổ sư cái thằng mặt lờ, nó dám tung tin tụ cụ Tokuda tôi chết. Thằng mặt lờ mất dậy, bọn dám tung tin vớ va vớ vẩn. Tôi vừa có thằng bạn bên Nhật vừa mới nhờ nó mẹ check thông tin xong, tụ cụ Tokuda vẫn sống sờ sờ, bên Nhật không hề có bất kỳ một thông tin nào là cụ Tokuda đã mất. Thế mà nó dám mẹ về Việt Nam, nó dám tung tin lên Facebook, bọn mất dậy. Đấy, anh em để tôi phải mất khoảng tầm vài giây đầu livestream để tôi chửi mả tổ cái bọn nào vớ va vớ vẩn, bố láo bố lếu, dám tung tin mất dậy, mất vớ va vớ vẩn. Tôi xin khẳng định lại với anh em nha, tụ cô Tuda chưa chết, tin fake hoàn toàn. Cụ vẫn sống sờ sờ, Twitter của cụ vẫn vừa mới đăng ảnh cụ đi chơi du lịch ầm ầm luôn, không hề có một thông tin nào. Anh em nếu mà anh em có người nào bên Nhật thì anh em có thể nhờ người ta xem hộ ở trên các cái mạng xã hội bên Nhật nhá. Cụ vẫn sống hoàn toàn nhá, không hề có bất kỳ thông tin nào cụ đã mất. Theo thông tin riêng của tôi, tuần sau cụ sẽ ra một cái phim mới. Còn đóng cùng ai tôi chịu. Rồi, ok. Đấy, tôi phải mất coi như là vài chục giây đầu livestream để chửi tổ sư cái thằng nào mất da mất dậy, dám tung tin bố láo bố lếu. Được rồi, cụ vẫn sống khỏe lắm anh em ạ, yên tâm đi, cụ khỏe lắm. Nào, từ từ nhá, bê. Có cái xác ở dưới không? Mẹ, đáy giếng quá tối, không thể nhìn thấy có nước hay không? Thôi rồi, thôi. Muốn ép đọc comment thì đổi avatar gái. Này anh em đừng có mà đổ vớ va vẩn nhá. Tôi đọc comment gái lúc nào? I don't like where this is going. Từ khi kênh tôi thành lập đến bây giờ là gần một năm trời, chưa bao giờ đọc comment của gái nhá. Really nigga? Gái càng xinh tôi càng đéo đọc comment nhá. Anh em đừng vớ va vẩn, đừng có vớ vẩn. Tôi chỉ đọc comment của đàn ông nhá. Anh em đừng có mà tung tin vớ va vẩn, lại giống cái bọn tung tin cụ Tokuda chết đấy. Kênh tôi là kênh không đọc comment của gái nhá, đừng có vớ vẩn. Ôi dồi ôi, xác người, xác người mẹ, xác người cái kìa. Ôi, nào mẹ, nó vừa mới cười đúng không? Nó vừa mới cười hay sao ý? Hôm nay 5k nhé. Ủa? Nào, tao xin mày đi game ơi, tao xin mày đấy. Nào, mẹ, nào, mẹ. Ôi, ôi, có người, mẹ ơi. Ôi, toàn người châu cổ thôi. Tôi nhìn thấy toàn hồn ma châu cổ thôi. Hiếu, cuộc tình dù đúng dù sai, người phá thai vẫn là bác sĩ. Mẹ, kiếp cái tiếng sét, mình hỏng mất đèn pin rồi. Nào, tao đéo đùa đâu, mẹ game kinh thế. Thôi đi ra. Ủa, mẹ, cái gì này? Nó chặn đường, bàn tay máu chặn đường rồi. Ủa, con nào cười đấy mẹ? Ủa, con đéo nào cười đấy, cười kinh thế. Tổ sư nó. Khiếp, cái tiếng cười kinh thế. Mẹ, cười vừa thôi, tao lạy mày đây. Đi đường đéo nào nhở? À đây đúng không, cửa này đây. Ôi dồi ôi mẹ, mẹ, xác người đầy đấy này.
xác người đầy đây này. Mẹ ơi là mẹ. Úi dồi ôi, người chết như dạ ấy. Bây giờ như nào? Con kia nó giết hết người dân trong làng này rồi. Xác chết nằm đây này. Ôi tao xin mày, em xin chị. Em lạy chị đấy. Em đéo đùa với chị đâu. Giờ như nào? Ủa, nó cười kìa. Vãi cả đái, chị xinh đéo chịu được.